Ở những tháng cuối thai kỳ, bình thường bé sẽ tự xoay đầu về phía cổ tử cung của mẹ để chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc quan trọng sắp tới. Ngôi thai thuận sẽ giúp quá trình sinh đẻ được diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, có những bé lại thường hướng chân và mông về đáy tử cung. Ngôi ngược thai nhi là gì? Làm gì khi được chẩn đoán ngôi thai ngược? Hãy cùng theo dõi và lưu ý những thông tin dưới đây. 1. Ngôi thai ngược là gì? Ngôi ngược hay còn gọi là ngôi mông là phần mông hoặc chân của bé xuống phía dưới vùng xương chậu của mẹ, còn phần đầu thì ở phía trên gần ngực. Tỷ lệ ngôi mông khá thấp, chiếm từ 1 đến 3% trong các ca sinh nở. Tuy nhiên, đây là những trường hợp sinh có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và con. 2. Nguyên nhân ngôi thai ngược. Nguyên nhân từ mẹ, tử cung của mẹ bầu nhỏ, hình dáng tử cung bất thường như tử cung bị dị dạng, tử cung đôi, tử cung hay sừng, tử cung có nhân sơ, tử cung bị chèn ép bởi các khối u nang buồng trứng, mẹ bầu có khung chậu hẹp. Nguyên nhân từ thai nhi, cực đầu to, na úm thủy, đa thai, thai dị dạng, thai suy dinh dưỡng. 3. Ngôi thai ngược có thể ảnh hưởng như thế nào trong thai kỳ? Ngôi thai ngược không phải trường hợp hiếm gặp, nhưng là tình trạng bất thường của thai nhi và có nhiều yếu tố nguy hiểm cho cả mẹ và con. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể xảy ra khi mang ngôi thai ngược được coi là nguy hiểm. Khi ngôi ngược thai nhi dễ xảy ra vỡ được ối trước và sau khi đau đẻ, dẫn đến tình trạng thai nhi thiếu oxy và dễ bị ngạt. Ngôi thai ngược nên việc thai nhi ra khỏi bụng mẹ trở nên khó khăn. Nếu như thông thường, ở ngôi thuận đầu của bé sẽ đi ra trước, sau đó sẽ đến vai và chân đi ra sau. Các bộ phận gọn gàng hơn khi đi ra khỏi bụng mẹ. Còn với ngôi thai ngược, phần chân hoặc mông của bé sẽ ra ngoài trước, rồi đến vai và đầu. Khi mông hoặc chân của bé ra trước, với trường hợp xử lý không khéo, có thể rất khó để phần đầu của bé đi ra ngoài được, dẫn đến bé bị ngạt thở, hoặc có trường hợp bé bị gãy tay gãy chân do không thể ra khỏi cơ thể mẹ một cách thuận tiện. Ngôi thai ngược gây nguy hiểm cho cả mẹ bầu, với các ca khó sinh có thể gây biến chứng cho thai phụ. 4. Cần làm gì khi mang thai ngôi ngược? Khi phát hiện thai nhi ngôi mông, người mẹ nên thử một số kỹ thuật để khuyến khích thai nhi di chuyển. Một bài tập được gọi là độ nghiêng ngôi mông có thể có lợi trong trường hợp này. Bà bầu nên nằm xuống, nâng cao hông lên khoảng 3-4cm so với sàn nhà và sử dụng gối êm để hỗ trợ phía dưới mông. Giữ nguyên vị trí này trong khoảng 10-15 phút mỗi ngày. Ngoài ra, âm nhạc cũng có thể giúp kích thích thai nhi di chuyển. Hãy đặt tai nghe vào phần dưới của bụng và khuyến khích em bé quay đầu xuống dưới. Bên cạnh đó, trong trường hợp này các bác sĩ có thể can thiệp bằng những phương pháp xoay thai. Trong trường hợp sau khi thực hiện phương pháp xoay thai mà thai nhi vẫn không xoay lại thì bác sĩ buộc phải tiến hành mổ lấy thai. Tuy nhiên, các mẹ bầu cũng không cần quá lo lắng mà hãy lựa chọn một địa chỉ khám thai uy tín để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn, có sự chẩn đoán sớm và quá trình theo dõi thai kỳ được an toàn.